Xin chào mừng quý vị thính giả đang đến với ODB Podcast ngày hôm nay. Mình là Ngọc Tuệ, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang ở trong tháng 11 và trong tháng 11 này chúng ta cũng có một ngày lễ rất là quan trọng, đó là lễ tạ ơn hay còn gọi là Thanksgiving. Vậy thì khi nhắc đến lễ tạ ơn thì bạn sẽ nghĩ đến điều gì đầu tiên? Thật là dễ dàng để chúng ta có thể than phiền hoặc là oán trách trong từng điều nhỏ nhặt của cuộc sống thay vì biết ơn về những điều mình nhận được, phải không? Nhưng mà trong Kinh Thánh, sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 18 đã nhắc nhở chúng ta rằng Chúa muốn chúng ta cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Điều này có nghĩa là chúng ta phải biết ơn Chúa cả trong thuận cảnh lẫn nghịch cảnh. Thật ra thì trong thuận cảnh thì chúng ta rất là dễ để cảm tạ Chúa, nhưng mà ở trong nghịch cảnh thì lại rất là khó để nói lời cảm ơn Chúa. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể tạ ơn Ngài khi mà chúng ta đối diện với những hoàn cảnh khó khăn đây? Bạn nghĩ thế nào về việc chúng ta sẽ tìm kiếm những điều tốt đẹp trong mọi hoàn cảnh? Một bài viết của một vụ YMI, một mục vụ dành cho giới trẻ, đã liệt kê ra cho chúng ta 9 điều mà chúng ta thường quên tạ ơn Chúa. Vậy thì mời các bạn cùng Ngọc Tuệ xem 9 điều này là gì nhé. Điều thứ nhất, thứ hai và những buổi sáng. Thường thì vào ngày thứ hai và các buổi sáng trong tuần có vẻ thật là nặng nề, phải không? Tất cả chúng ta đều muốn cuộn tròn trong chăn và ngủ thêm một chút nữa. Không ai muốn đi làm hoặc là đi học trong ngày đầu tuần cả. Nhưng mà hãy nhớ rằng nhờ ân điển của Chúa, chúng ta được ban cho thêm một ngày nữa. Lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn mỗi sáng. Và điều này có nghĩa là chúng ta có những cơ hội mới để kinh nghiệm niềm vui và ơn phước của Ngài vào mỗi sáng thứ hai. Vậy đó là một món quà thật là tuyệt vời, đúng không các bạn? Điều thứ hai, những thay đổi và bấp bênh. Việc này còn tùy thuộc vào việc bạn là kiểu người lạc quan hay là bi quan nữa. Ví dụ như nếu bạn là một người bi quan thì dĩ nhiên khi mà những thay đổi và bấp bênh đến thì sẽ khiến bạn không thoải mái và cảm thấy bất an. Còn nếu bạn là kiểu người lạc quan thì bạn sẽ cảm thấy ít bất an hơn một chút. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn những cái thay đổi và bấp bênh là cơ hội mới để tăng trưởng và giao phó nỗi sợ cho Chúa, thì Ngài sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí của chúng ta bằng sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết, và giúp chúng ta vượt qua những lúc bấp bênh bằng tình yêu vững chắc không hề thay đổi của Ngài. Điều thứ ba, trưởng thành và già đi. Thường thì suy nghĩ mỗi năm già thêm một tuổi có thể khiến chúng ta cảm thấy lo sợ, đúng không? Chúng ta không muốn trở thành người lớn và phải chịu trách nhiệm với những điều lớn hơn trong cuộc sống hoặc đối diện với những tác động của việc già đi. Tuy nhiên, nếu chúng ta lựa chọn bước đi với Chúa và đâm rễ trong Ngài, thì chúng ta sẽ được lớn lên trong Chúa như Côlôse chương 2 câu 6 đến câu 7 có chép, và kinh nghiệm nhiều hơn về sự tốt lành của Ngài mỗi năm. Và điều đó đáng để chúng ta tạ ơn Chúa. Điều thứ tư, tình yêu nghiêm khắc và sự thật khó nghe. Thường thì chúng ta sẽ thích nghe những cái lời ngọt ngào, khen thưởng hơn là nghe những lời góp ý thẳng thắn từ một người bạn nào đó, đúng không? Nhưng mà tình yêu nghiêm khắc và sự thật khó nghe là những điều khiến chúng ta cảm thấy đau đớn. Như trong sách Châm Ngôn chương 27 câu 6 có nói rằng, bạn bè gây thương tích do lòng yêu thương chân thật. Thế nên ngay cả khi bạn cảm thấy khó để nghe những lời này từ bạn bè thì hãy kiên nhẫn và vui mừng, vì có những người bạn thật sự quan tâm đủ đến cuộc sống của chúng ta, muốn đảm bảo rằng chúng ta đi đúng hướng và không có những quyết định khiến chúng ta hối hận. Điều thứ năm, thử thách và trở ngại. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, và thực tế nó luôn có đầy những cái thăng trầm, và thật dễ để cảm thấy quá sức hay nản lòng khi mà cuộc sống không diễn ra như mong muốn của chúng ta. Nhưng mà chúng ta có thể tin cậy rằng Chúa sẽ sử dụng những khó khăn và thử thách chúng ta đối diện để tỉa sữa, dạy dỗ và uốn nắn chúng ta, để đức tin của chúng ta được tinh luyện, mạnh mẽ và trọn vẹn trong lò lửa thử thách. Điều thứ sáu, những khác biệt và tính đa dạng. Tất cả chúng ta đều muốn cảm thấy mình quan trọng và được trân trọng, và đôi khi điều đó khiến chúng ta so sánh bản thân của mình với người khác, và rồi chúng ta cảm thấy thất vọng khi thấy mình không bằng họ. Nhưng mà sẽ ra sao nếu như chúng ta đầu tư thời gian và sức lực của mình để phát triển ân tứ, thực hiện vai trò của mình để gây dựng thân thể của Đấng Christ? Chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy vẻ đẹp của sự khác biệt và đa dạng, và điều đó bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Điều thứ 7, những mối quan hệ đổ vỡ và kinh nghiệm đau buồn. Ngọc Tuệ tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những cái đổ vỡ trong mối quan hệ của mình, ví dụ như mối quan hệ bạn bè này, tình cảm này. Và những mối quan hệ đổ vỡ hay những lời hứa suông có thể khiến chúng ta cảm thấy hy vọng tiêu tan và bi quan về mọi điều, dù cho đó là kết quả của sự lựa chọn sai lầm hay là tình huống không thể biết trước. Thì Đức Chúa Trời nhắc nhở chúng ta rằng Ngài luôn ở cùng và đồng hành với chúng ta qua mọi đau đớn và thất vọng. Bạn có thể xem trong Thi Thiên chương 147 câu 3. Ân điển của Ngài giúp chúng ta vượt qua và trong Ngài chúng ta được trở nên trọn vẹn. Điều số 8, các nhu cầu cơ bản và sự chu cấp. Có nước sạch để uống và thực phẩm để ăn, chiếc giường êm ái mỗi buổi tối. Đây là những điều chúng ta thường nghĩ, đương nhiên mình phải có và không cần phải chia sẻ trên mạng xã hội. Nhưng đó là những lời nhắc nhở đơn giản rằng chúng ta có Chúa là đấng chu cấp mọi nhu cầu và Ngài đáng để chúng ta tạ ơn. Và đây là điều cuối cùng, điều thứ 9, những yếu đuối và khiếm khuyết của bản thân. Khi lướt trên mạng xã hội thì chúng ta dễ dàng thấy rằng hầu hết chúng ta không thoải mái khi chia sẻ những yếu đuối và khiếm khuyết của mình. Chúng ta thường che giấu và giả vờ rằng mọi việc đều ổn. Nhưng sứ đồ Phao-lô cho thấy một cách tiếp cận khác đối với sự yếu đuối. Bạn có thể xem trong sách Cô-rinh-tô nhì chương 12 câu 9 đến câu 10. Ông vui mừng tự hào về những yếu đuối của mình bởi vì qua đó quyền năng của Chúa được bày tỏ qua ông. Và ở trên là 9 điều chúng ta thường quên tạ ơn Chúa. Nhưng mà mong rằng bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ thay đổi suy nghĩ của mình và cùng nhau phát triển một tấm lòng biết ơn bằng cách chúng ta sẽ tìm kiếm điều tốt đẹp trong mọi hoàn cảnh, bởi vì biết rằng Chúa sẽ sử dụng mọi điều vì ích lợi của chúng ta. Và thêm một điểm để chúng ta có thể ghi nhớ nữa, đó là mục đích cuối cùng của Chúa. Những thử thách mà chúng ta đối diện là cơ hội để đức tin của chúng ta được trưởng thành và hoàn hảo. Hy vọng podcast ngày hôm nay đã đem đến cho bạn nhiều sự khích lệ và bài học hữu ích. Và nếu bạn có những chia sẻ nào hoặc bài học nào hay về lòng biết ơn Chúa thì đừng ngại chia sẻ cùng ODB dưới phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Hẹn gặp lại bạn ở những podcast tiếp theo.